Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại gặp quý vị và các bạn với một thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật. Đó là liên quan tới nữ sinh Học viện Ngân hàng Hà Nội đã bị sát hại. Và cô đã van xin nhưng kẻ thù ác vẫn là dìm cô xuống sông Nhuệ. Đây là một câu chuyện rất là xúc động trong những ngày qua và làm bức xúc cho dư luận cả nước và phần thêm chấn động cho những lứa tuổi học sinh sinh viên. Và trước khi vào câu chuyện này, tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, mặc cho nạn nhân kêu cứu, tha cho em, nghi phạm Trung vẫn nhảy xuống dìm nạn nhân xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy nữ sinh không cử động, đối tượng đẩy em ra giữa lòng sông. Đây là một con thú chứ không phải là một con người. Chỉ vì một chiếc điện thoại thôi và em đã xin là tha thứ cho em rồi mà hắn vẫn lỡ tay dìm em cho đến chết. Thật là đau lòng các bạn ạ. Thưa các bạn, thì liên quan đến là nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích bí ẩn khi là đi học về. Và những clip này, video này tôi cũng đã đưa cho gửi tới quý vị và các bạn là mấy ngày trước và ngày hôm qua. Và trưa ngày 27 tháng 10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội là cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trung, 35 tuổi ở xã Phú Văn Phú, huyện Thường Tín và Nguyễn Văn Quân, 37 tuổi là trú tại xã là Quận Động, huyện Thường Tín để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ việc này đã làm dư luận quá bức xúc và chấn động các bạn ạ. Rất là đau lòng. Và cả hai tên nghi phạm này là liên quan đến là vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền 18 tuổi, tân sinh viên của Học viện Ngân hàng bị sát hại và em chỉ mới vào nhập học được hơn 1 tuần thì đã bị ra những kẻ ác dìm em xuống sông, cướp đi một mạng sống một con người rất còn trẻ tuổi, quá trẻ. Và tại trụ sở công an, Trung và Quân khai chiều 23 tháng 10 họ rủ nhau đi trộm tài sản. Trên đường đi, hai nghi phạm thấy Hiền đứng nghe điện thoại ở bờ sông Nhuệ, đoạn qua là huyện Thường Tín, nên xông vào cướp. Sau đó, Trung đã đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống sông Nhuệ để cướp tài sản. Trung nói với Quân: "Anh ơi, chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì. Anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe." Nghe thế là Quân trả lời: "Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi." Sau đó Quân đứng lại trong xe máy, Trung đi bộ đến nơi Hiền đang đứng, đẩy nạn nhân rơi điện thoại ngã xuống bờ sông Nghệ. Mặc là Hiền kêu cứu, tha cho em, Trung nhảy xuống dìm nạn nhân là xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy Hiền không cử động, Trung đẩy nữ sinh xấu số ra giữa lòng sông. Đây là một con cầm thú, một kẻ ác, quá là ác nhân luôn các bạn, không thể nào mà chịu nổi. Và khi là gây án xong thì hai đối tượng mang điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân đi bán. Điện thoại là bán được là giá 500 ngàn đồng. Trời đất ơi là trời. Và xe đạp là điện bán được là 2,8 triệu đồng. Đến 21 giờ cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực Nghĩa Trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân là số tiền là 700 ngàn đồng. Không thể nào tin nổi các bạn ạ. Phải nói luôn đó, đau lòng. Và câu chuyện này trong những ngày qua tất cả dư luận trên cả nước đều là tập trung vào và theo dõi cái câu chuyện này, quá đau lòng đó. Và khi các bạn biết không, cha mẹ gia đình họ hàng biết tin là em đã ra đi đó, họ không bao giờ chịu nổi. Và ngay sau khi là chiếc bao tải bên trong có chứa là nghi là thi thể nạn nhân được đưa vào bờ để khám nghiệm, một người thân của nạn nhân
bật khóc thảm thương với biểu hiện co giật, khiến rất đông người dân phải hỗ trợ đưa vào ủy ban nhân dân xã ngay gần đó. Tức mà làm sao mà chịu nổi được một người là con gái mới là lớn, mới có 18 tuổi, rất ngoan hiền, học rất là giỏi, không là chịu nổi những cái cảnh này. Và đây là những bài học mà cho các em phải đề phòng, những là em mới lớn đó, thì các bạn đã biết rồi đó. Và cái vụ mà của Nghệ An, Hà Tĩnh mới ngày hôm kia, hôm qua thì em đã cũng đã về nhà, tới nhà mà con người cũng rất là phờ phạc, không biết chuyện gì xảy ra với em. Nhưng mà công an cũng là chưa hỏi han vì sức khỏe của em đã còn rất yếu. Và trong những tháng năm gần đây, tháng ngày gần đây là những vụ mất tích thường xảy ra rất bí ẩn. Và có một số em thì quay về nhà, nhưng có một số em thì bị giết hại rất là thê thảm. Không biết thế nào mà trong xã hội chúng ta thì càng ngày càng trở nên rất là phức tạp, phải không các bạn? Nên là tôi sẽ cập nhật những cái thông tin nóng và mới nhất là về các vụ án, cũng như là về cái thiên tai lũ lụt, rồi về những mạnh đời bất hạnh, để là kịp gửi phục vụ tới quý vị và các anh chị gần xa nắm bắt được những cái thông tin bổ ích để cùng nhau chia sẻ đó. Và những là nhất là những cái tin tức là lũ lụt, đồng bào lũ lụt ở miền Trung, để các bạn là chia sẻ rộng rãi ra, lá lành đùm lá rách trong những ngày này. Và nhất là tôi luôn luôn theo dõi cập nhật những thông tin về là vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đang làm là thiện nguyện ở vùng lũ lụt, và không biết là cơn bão số 9 đã đi vào bờ đến như thế nào rồi. Tôi sẽ cập nhật để gửi tới kịp thời cho quý vị và các bạn nắm bắt. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua là luôn đồng hành, đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Xin hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo là trên kênh của tôi. Tôi vô cùng là biết ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của là các bạn đã comment dưới cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.